Những cái nguyên tắc xã giao phải nhớ để khi bước vào đời. Ở trong đời nó có những cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết những cái nguyên tắc đó. Trước mắt không bình luận người khác xấu tốt, sau lưng không bàn tán thị phi. Chỉ có những kẻ ngu ngốc và vô công rỗi nghề mới đi bàn tán sau lưng người khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn cho ai cái gì thì nhất định là bạn phải nhận được từng đó từ người ấy, đặc biệt là tình cảm. Nếu mọi thứ đều có thể sòng phẳng thì trên đời này đâu có nhiều bi kịch như vậy. Học cách biết ơn, học cách trở thành quý nhân của người khác, rồi bạn có thể gặp được quý nhân hơn mình. Học cách đứng thẳng người, đừng khom lưng cúi đầu. Bạn cần biết rằng bạn cần tỏ ra yếu đuối, người khác càng nảy sinh ra cảm giác muốn bắt nạt bạn. Làm người thì phải chân thành, đừng kiêu ngạo. Khiêm tốn nhưng đừng khiến mình trở nên quá nhỏ bé. Thái độ làm việc phải hết mình, đừng giả vờ cố gắng. Học cách dụi mắt 7 lần, cẩn thận không để bị lừa cũng là một loại bản lĩnh. Khiêm tốn nhưng không được thấp cổ bé họng, không có lập trường. Khiêm tốn là một trí tuệ giúp sinh tồn, là đạo làm người trong sự thế. Nhưng thấp cổ bé họng lại cho thấy năng lực thấp kém, là biểu hiện của kẻ vô năng. Học cách giữ thể diện cho người khác, đó mới là thể diện lớn nhất của bản thân. Tuyệt đối đừng để người khác cho bạn thể diện, kể cả khi bạn cầu xin người khác giữ thể diện cho mình. Đừng bao giờ nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác. Khi bạn thích đi hóng hớt chuyện của người khác, người ta sẽ cho rằng bạn muốn xen vào chuyện riêng của họ. Người thông minh sẽ vĩnh viễn giữ khoảng cách với bạn, người hẹp hòi sẽ tìm cách chơi lại bạn. Cẩn thận với những người đột nhiên cố ý tiếp cận bạn, hoặc nối lại tương tác mà bạn không hiểu và cũng không nêu ra lý do cụ thể ngay từ đầu. Nói chuyện với người khác đừng dùng điện thoại, trừ phi bạn có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Đừng hứa hẹn với người khác điều gì. Nhớ rằng lời hứa nhất định phải thực hiện, nếu không người khác sẽ gắn bạn cái mác không đáng tin. Không than phiền. Người hay than phiền tưởng là phàn nàn có thể giải tỏa tâm lý u ám, nhưng họ đã tìm sai cách. Than phiền là tập hợp năng lượng tiêu cực nhanh nhất. Bạn càng than thở, tâm trạng càng không tốt, mọi việc càng không thuận lợi. Quan hệ có thân thiết tới đâu cũng cần phải giữ mức chừng mực. Người không biết chừng mực là người không có quy tắc. Người khác tự nhiên sẽ không tôn trọng hay thích bạn, và tất nhiên cũng sẽ chẳng muốn giúp bạn. Giữ khoảng cách nhất định với người khác giới là mối quan hệ xã giao đúng mực nhất. Đừng bao giờ để người khác giúp bạn miễn phí. Chỉ khi bạn trả phí cho sự giúp đỡ của người khác, bất kể dưới dạng gì, hay nói đơn giản là có qua có lại, thì mới có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu. Học cách chậm lại, càng vội vã càng hỏng việc dễ. Hãy nhớ những người dẫn đầu ở điểm xuất phát chưa chắc sẽ là người về đích sớm nhất. Người bị tụt lại ở điểm xuất phát chưa hẳn là người mãi về sau. Nhận thức rõ ai mới là vai chính. Hoàn cảnh mỗi cuộc giao tiếp qua lại đều khác nhau. Nhân vật chính mới là quan trọng nhất. Đặc biệt khi người khác bạn mời bạn ăn cơm hay tụ tập, đừng bao giờ ra vẻ ta đây, coi mình là trung tâm. Nhớ rằng, ánh đèn sân khấu không được làm lu mờ nhân vật chính. Mọi mối quan hệ xã giao đều được thiết lập trên cơ sở mọi bên đều bình đẳng. Nếu chỉ khư khư một mình bạn thắng, một mình bạn có lợi, thì thực ra là bạn đang thua. Đừng bao giờ gãy đàn cho tai trâu, cho trâu nghe. Gặp kẻ ngang ngược bảo thủ dứt khoát thì tránh xa họ. Đừng bao giờ tranh luận với những người không cùng tầng tri thức với bạn, bởi lẽ họ sẽ kéo bạn xuống tầng tri thức của họ, rồi sau đó tranh luận với bạn thì không hồi kết. Thà cô đơn cũng phải dừng các mối quan hệ xã giao vô dụng lại. Những mối quan hệ vô dụng
chỉ lôi bạn xuống tầng lớp thấp nhất mà thôi. Rời xa những mối quan hệ xã giao không đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Đừng bao giờ chịu để cảm xúc tiêu cực chi phối. Kiểm soát cảm xúc cá nhân mới giữ lại được cái phúc, cái duyên của bạn. Không biết quản lý cái cảm xúc của bản thân, bạn sẽ đuổi người khác đi lúc nào không hay. Ở trên đời này, học ăn, học nói, học gói, học mở, và chúng ta cần phải học rất nhiều điều. Nhiều điều rất hay trong cuộc sống mà chúng ta phải học. Không có cái gì là vô bổ đâu. Học và học.